năm 2015 đánh dấu những mốc quan trọng trong hội nhập kinh tế của Việt Nam. Hiệp định tự do thương mại ASEAN trong khuôn khổ cộng đồng kinh tế Đông Nam Á chính thức phát huy hiệu lực hoàn toàn với hơn 10.000 loại hàng hóa được luân chuyển giữa các nước thành viên với thuế suất gần như bằng không. Bên cạnh đó là áp lực cạnh tranh từ Hiệp định thương mại tự do giữa Trung Quốc và ASEAN mà Việt Nam là một thành viên, cũng như Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương TTP mà Việt Nam đang tham gia đàm phán. Đứng trước bối cảnh đó, tháng 9 năm 2013, giữa Hội hàng Việt Nam chất lượng cao và Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký kết thỏa thuận hợp tác đề án đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế nhằm giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo để có thể nắm bắt các cơ hội mà quá trình hội nhập mang lại. Thỏa thuận bao gồm 5 tuyến hoạt động lớn. Tuyến 1, khảo sát thực trạng đổi mới sáng tạo và kiến nghị chính sách. Tuyến 2, truyền thông. Tuyến 3, xây dựng câu lạc bộ đổi mới sáng tạo. Tuyến 4, hợp tác về sở hữu trí tuệ. Tuyến 5, xúc tiến thị trường công nghệ. Nằm trong tuyến hoạt động số 1 của thỏa thuận này, với sự bảo trợ của Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp PSA và Công ty Tư vấn Nghiên cứu DXVP đã xây dựng, phát triển và đưa vào ứng dụng bộ công cụ đo lường năng lực đổi mới sáng tạo dành cho doanh nghiệp từ cuối năm 2013 có tên gọi là A-Square Matrix. Đây được xem là bộ công cụ khám sức khỏe giúp giải mã hiện trạng năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các gợi ý định hướng để cải thiện năng lực này, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Cho đến nay, ngoài 25 doanh nghiệp đã tham gia đo năng lực đổi mới sáng tạo như Minh Long, Thiên Long, Vitsan, Nutifood, Dược Hậu Giang, v.v. Chương trình đang được mở rộng cho các doanh nghiệp có quan tâm tại thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Đồng Tháp, Hải Phòng, Hà Nội và Nam Định. Để đem lại hiệu quả thiết thực, sau khi đo năng lực đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp với bộ công cụ I-Square Matrix, Hội và PSA tiếp tục đồng hành và cung cấp các chương trình hỗ trợ để nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp như các hoạt động tư vấn, đào tạo, huấn luyện. Nằm trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ này, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 6 năm 2014, lần đầu tiên chương trình đào tạo về phương pháp tư duy sáng tạo có hệ thống được PSA tổ chức tại Việt Nam với sự giảng dạy trực tiếp của các chuyên gia Israel đến từ tổ chức Systematic Inventive Thinking, gọi tắt là SIT. Khóa học được tổ chức chuyên sâu với số lượng doanh nghiệp hạn chế, đảm bảo từng học viên có điều kiện hiểu rõ và có thể áp dụng hiệu quả những nội dung học được để giải quyết các vấn đề đang tồn tại của doanh nghiệp. Với tiêu chí đặt tính thực tiễn lên hàng đầu và chỉ tận dụng những nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp, khóa học đã cung cấp cho học viên những công cụ tư duy và quy trình sáng tạo với cách tiếp cận hoàn toàn mới mẻ. Sau khi kết thúc 3 ngày của khóa học, mỗi doanh nghiệp đều đem về những giải pháp hoặc sản phẩm mới do chính doanh nghiệp xây dựng với những công cụ tư duy được hướng dẫn. 11 doanh nghiệp đã tham gia khóa học SIT đầu tiên, bao gồm Viettel, Minh Long 1, Liên Á, Nutifood, P&J, Thái Tuấn, Sài Gòn Food, ICB, Sài Gòn Co-op, Duy Thành và Minh Long Hưng. Hãy nghe họ nói về khóa học này. Đối với lại những cái kiến thức liên quan đến sáng tạo, những công cụ sáng tạo mà được hệ thống hóa lại một cách rất là cụ thể, rất là chi tiết. Một cái điểm lớn nữa đối với khóa học đó là làm cho người tiếp nhận một cách là thoát ra khỏi những cái lối mòn trong cái công tác suy nghĩ của mình, để từ đó tạo ra những ý tưởng trong cái công việc của mình, trong cái sản phẩm cũng như là trong các quy trình. Và thực sự ra cái chính của những khóa học này thì cũng giống như là huấn luyện một số con người cụ thể để huấn luyện lại cái cơ quan của mình cũng khá là phù hợp. Khi cái việc áp dụng và tổ chức lại ở từng cái bộ phận, từng cái nhóm nhỏ ở tại từng cái đơn vị một thì cũng có thể ứng dụng được. Tôi nghĩ đây là một cái chương trình rất là bổ ích đối với cá nhân tôi và cũng như là các cái bạn đồng nghiệp của tôi ở công ty, bởi vì nó cho tôi một cái phương pháp để có thể là sáng tạo ra những cái sản phẩm mới hoặc là các cái quy trình quản lý mới. Thực sự là những thứ này thì trước giờ công ty làm một cách không có hệ thống,
làm theo cái kiểu là brainstorming. Nhưng đây nó có một phương pháp mà nó rất là cụ thể. Và với cái áp dụng phương pháp này, tôi nghĩ là từng cái nhân viên một trong công ty cũng có thể có những cái ý tưởng sáng tạo mà giúp ích cho công ty. Thì tôi thấy tôi rất thích thú về những cái tôi học đây, hoàn toàn mới, chưa bao giờ nghe. Mình đến từ Liên Á, phụ trách về mảng nhân sự. Thì nhân sự thì khi đến với khóa học này sau 2 ngày rưỡi tiếp cận với các cái phương pháp cũng như là các cái nguyên tắc của những bài tập tình huống, thì đánh giá tổng quan của mình thì đây là một cái chương trình cái tính thiết thực rất lớn đối với những doanh nghiệp Việt Nam trong cái việc mà cung cấp các cái công cụ cũng như là cái phương pháp để giúp mọi người ở mọi công việc có thể tư duy nó tốt hơn, nó hiệu quả hơn, nó ứng dụng được trong các hoạt động phải làm công việc nó hiệu quả hơn. Thì thực ra thì các buổi họp về sáng tạo thì cũng có nhiều, và những cái công cụ, những diễn giả đưa ra cũng nhiều. Nhưng mà của SID tôi thấy tâm đắc nhất là những cái chuỗi mà cái công cụ, trong đó những công cụ mà là mình là loại bỏ, loại trừ đi, hoặc là công cụ làm cho nó đa dạng hóa mình, hoặc là chia nhỏ vấn đề ra. Mà tôi thích nhất là cái vấn đề là nó làm đơn giản, nhìn vô một cách đơn giản quá vấn đề. Và thứ hai là nó phải cụ thể, sau đó tìm một ý tưởng mà gọi là nó phù hợp nhất cho các cái giải pháp đó, thì mình sẽ là tốt nhất. Các cái công cụ cũng như là các cái phương pháp, cách thức làm thì nó đều có thể ứng dụng được tất cả các lĩnh vực mà trong công việc, từ công việc về trực tiếp hay là công việc về gián tiếp. Vì vậy thì nếu mà nói về cái tâm đắc nhất thì mình tất cả những cái ngày chia sẻ hôm nay của bên chương trình và cô giáo truyền đạt thì mình cảm thấy rất là ok, rất là thú vị. Từ trước đến giờ thì cũng tham gia rất nhiều cái chương trình, nhưng mà đây là một cái chương trình tính thực tiễn rất là cao, và cách tiếp cận vấn đề rất là thực tế. Từ cái vấn đề của cô truyền đạt thì các doanh nghiệp tự về suy nghĩ và đưa ra xây dựng cho mình những cái kế hoạch riêng. Ví dụ như là đối với các cái công việc liên quan đến vấn đề về trực tiếp sản xuất thì anh có thể sử dụng công cụ, ví dụ như là deliver trực tiếp, các cái công cụ vấn đề như là suy nghĩ trong cái thế giới kín, hoặc là để giúp cho mình có những phương pháp suy nghĩ tốt hơn. Hay là qua chương trình những cái quy định về deliver thì mình có thể giúp mình xây dựng, nhìn lại các cái quy trình mình đã xây dựng thì có thể cắt hay là chuyển hay là ứng dụng như thế nào cho công việc, cho làm thế nào để phục vụ khách hàng tốt hơn, hoặc là xử lý các cái quan hệ trong nội bộ nó hài hòa hơn và thông suốt hơn. Đối với lại những công cụ thì khi mà ta nghĩ đến sáng tạo thì ta thường hay nghĩ đến việc cộng thêm, nhưng mà có những cái nó làm cho tư duy của mình đi ngược lại, ví dụ như loại trừ đi, hoặc là chia nhỏ ra, hoặc là sự tích hợp. Đối với lại hai công cụ mà mang tính chất là cùng chiều với sáng tạo, có nghĩa là cộng thêm và tích hợp lại, thì đó là cái cùng chiều. Nhưng mà cái ngược chiều đó là cái loại trừ và cái chia nhỏ, thì hai cái công cụ đó là hai cái công cụ mà nó làm cho người tiếp nhận thoát khỏi những cái suy nghĩ lối mòn. Lâu nay thì cái truyền thống của công ty Cổ phần Sài Gòn Phước chúng tôi là khi mà đi tham dự các khóa học thì về là phải chuyển giao lại cho cái nội bộ. Tuy nhiên đối với khóa học này thì nó lại càng có ý nghĩa hơn nữa, bởi vì lâu nay thì cái hoạt động mà nghiên cứu sáng tạo của Sài Gòn Phước thì cũng đã có thực hiện từ lâu. Tuy nhiên là hầu như là nó cũng tập trung ở một số cái người lãnh đạo là chính, những cái ý tưởng về sáng tạo. Tuy nhiên qua khóa học này thì tôi lại thấy ra là một cái vấn đề ở chỗ rằng là khi đã có công cụ thì không phải đòi hỏi rằng là phải là cái người lãnh đạo hay là những người mà có kinh nghiệm mới có ý tưởng, mà vấn đề ở đây là từng nhân viên, từng thành viên trong công ty nếu biết áp dụng cái công cụ này thì có thể cho ra hàng loạt những cái ý tưởng mới. Thì từ những ý tưởng đó thì nó sẽ giúp cho công ty rất nhiều. Do vậy là chắc chắn là chúng tôi sẽ phải gom hết lại những cái thông tin mình đã học, và thậm chí là sẽ tham khảo thêm tài liệu và tham khảo những cái đơn vị bạn để có thể ra một cái giáo trình để mà có thể huấn luyện lại cho rất nhiều người trong công ty. Vì góc độ một người phụ trách về manufacturing của ICB thì tôi nghĩ tôi supply rất là nhiều bộ phận, trong đó từ R&D, QA, QC, production cho đến warehouse. Và tập trung của chúng tôi là sẽ focus vào các hệ, các process, bởi vì cái đó là một trong những cái hệ thống mà sẽ đem lại hiệu quả nhanh nhất. Cái tiêu chí của khoa học này là đổi mới sáng tạo để tồn tại. Điều này chúng tôi công nhận nó, chấp nhận nó, khẳng định nó là một cái điều rất cần thiết. Cho nên công ty Minh Long Hưng đã tổ chức một cái nhóm 3 người theo học khóa này. Thì trong cái quá trình học của cái khóa này thì chúng tôi thấy cái tâm đắc nhất,
cái đầu tiên nhất mà chúng tôi rất là trăn trở suy nghĩ mấy ngày hôm nay đó là cái đột phá về tư duy. Mình được trang bị những cái công cụ, những cái quyền trợ giúp để mình có những cái thể có những cái đột phá trong tư duy, mình vượt qua được những cái rào cản, và từ những cái đổi mới trong cái suy nghĩ đó đấy là mình sẽ có những cái áp dụng ngay vào trong cái quy trình sản xuất cũng như kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là cái điều mà quan trọng nhất mà chúng tôi đang họp nhóm cũng như là thảo luận với nhau, là phải áp dụng ngay vào cái quy trình của mình. Quy trình sản xuất lâu nay là mình bị những cái rào cản, những cái lối mòn cũ, tức là mình không thoát ra được cái cách làm cũ. Thế nhưng mà thông qua cái tư duy mới này là chúng tôi sẽ có những cái đổi mới, chúng tôi sẽ có những cái đổi đảo lộn cái quy trình sản xuất mà hiệu quả rất là cao. Bà cảm thấy như thế nào sau khóa học vừa rồi với các doanh nghiệp Việt Nam? Tôi cảm thấy rất phấn khởi về những ngày vừa qua. Đối với tôi, đó là những trải nghiệm tuyệt vời. Tôi đã học được rất nhiều về con người và việc kinh doanh ở Việt Nam. Cách người ta suy nghĩ ra sao? Các nhóm doanh nghiệp tham gia khóa học rất tuyệt vời, đặc biệt trong cách họ tư duy, tương tác và đưa ra những ý tưởng mới. Tôi đã gặp rất nhiều doanh nghiệp từ nhiều nước trên thế giới, nhưng sự quyết tâm của các doanh nghiệp ở đây đối với các hoạt động sáng tạo và đổi mới, đối với việc học hỏi và thực hành là điều tôi thấy được rất rõ. Trong khóa học, điều gì để lại ấn tượng sâu sắc nhất với bà? Tinh thần hiếu học và sự tâm huyết của các doanh nghiệp đối với hoạt động đổi mới sáng tạo là điều để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong tôi. Bạn có thể thấy các doanh nghiệp này thực sự muốn học hỏi qua việc nhìn vào những câu hỏi họ đặt ra, cách mà họ thực hành. Họ không chỉ hỏi cho có, mà họ hỏi cho đến khi nào hiểu rõ được vấn đề một cách sâu sắc nhất. Và cho đến khi họ đưa ra những ý tưởng, bạn sẽ thấy họ thực sự đã tiến được một bước. Điều đó rất ấn tượng đối với tôi. Bà cảm thấy như thế nào sau khóa học? Tôi cảm thấy hoàn toàn hài lòng. Cách đây ít lâu, trong lần đầu tiên đến Việt Nam, tôi đã gặp BSA, gặp bà Kim Hạnh, một người có tầm nhìn và đầy nhiệt huyết. Chúng tôi đã trao đổi và tôi thực sự rất mong muốn hai bên sẽ có một hoạt động hợp tác cụ thể nào đó. Nhưng tôi cũng không chắc lắm. Và rồi vài tuần trước, bà Hạnh thông báo là chúng ta sẽ cùng tổ chức một workshop tại Việt Nam. Và kết quả là chúng tôi vừa mới hoàn thành một khóa đào tạo tràn đầy cảm hứng với sự hỗ trợ của BSA. Bà đánh giá như thế nào về nhu cầu đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam? Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi thấy rằng càng gặp khó khăn về kinh tế, về chính trị hay thậm chí là về quân sự, chúng ta càng buộc phải thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo của chính mình. Và đây chính là một thành tố trong sự thành công về đổi mới sáng tạo của Israel. Tôi cho rằng, dù tốt hay xấu, thì Việt Nam cũng đang phải đối mặt với những khó khăn và thách thức trong lúc này. Và đổi mới sáng tạo theo một cách có hệ thống chính là công cụ tuyệt vời để vượt qua những trở ngại đó. Bà đánh giá như thế nào về triển vọng hợp tác lâu dài giữa PSA và SIT trong việc hỗ trợ đào tạo cho doanh nghiệp Việt Nam? Chúng tôi đang hướng tới những bước tiến mới trong quan hệ hợp tác với PSA như tổ chức những khóa học mới, làm việc với các doanh nghiệp, tổ chức hội thảo, trao đổi ý tưởng, vân vân. Chúng tôi tìm thấy ở đây một nguồn lực dồi dào với những doanh nghiệp có tinh thần làm chủ. Và đây là điểm chung mà chúng ta có thể chia sẻ. Đối với chúng tôi, BSA là một người bạn tuyệt vời, một chuyên gia dày dạn về doanh nghiệp Việt Nam, đầy nhiệt huyết và dám thay đổi. Khóa đầu tiên của chương trình Tư duy sáng tạo có hệ thống SIT đã thành công tốt đẹp, được các doanh nghiệp tham dự đánh giá là bổ ích và rất thực tế với năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam. Sau khóa học, PSA và SIT cam kết tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc sử dụng hiệu quả các công cụ mà SIT mang lại trong thực tiễn kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Trên cơ sở thành công này, PSA và SIT sẽ tiếp tục tổ chức các khóa học tư duy sáng tạo có hệ thống tiếp theo nhằm phục vụ rộng rãi hơn nữa các doanh nghiệp có quan tâm đến việc nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của mình.